quý vị, đối với người không có thói quen mang tiền mặt như tôi thì điều tôi sợ nhất đó chính là đến các cửa hàng và họ không có phương thức thanh toán chuyển khoản. Và hiểu được tâm lý đó thì mới đây quận Hoàn Kiếm đã thí điểm tuyến phố không sử dụng tiền mặt và thông tin này đã được nhiều người dân hưởng ứng tích cực. Cái chuyện mà cả một tuyến phố chuyển hẳn sang làm chuyển đổi số, chuyển đổi chuyển khoản nhiều hơn ấy, thì em cũng nghĩ là nó cũng không gọi là bất tiện, nó thấy cũng rất là tốt. Cách chuyển khoản mà không sử dụng tiền mặt như thế này ấy, thì nên nhân rộng ra và có thể là nhân rộng ra toàn quốc. Tất cả các nơi người dân đều có thể giao lưu với nhau, buôn bán rất là tiện lợi. Việc triển khai tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn quận Hoàn Kiếm nhằm đẩy mạnh các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn, hướng tới hình thành các tuyến phố văn minh, hiện đại, góp phần phát triển kinh tế số của thủ đô.